Phong Thu ngôi sao mới giúp giọng ca bạn tỏa sáng như sao. Chào em. Chào anh. Em khỏe không? Sao hôm nay em lại gọi anh ra quán cà phê ven đường này? Sao em tìm mùa không tìm một quán nào đó sang trọng hơn vậy? Tại em sống dạng gì từ nhỏ đến giờ của em rồi anh ạ. Ba mẹ em dạy em như vậy mà. Nhưng mà em mà sống hiện đại rồi, mình cũng phải có một cái gì đó thay đổi cao sang hơn chứ. Anh muốn gì? À, cho anh ly cà phê sữa đá em ơi. Không, hôm nay em được nghỉ phép. Còn em thì sao? Em cũng vừa đi làm rồi. Thôi cũng chưa rồi. Thôi sẵn đây anh mời em đi tìm một cái nhà hàng nào đó sang trọng hơn dùng bữa trưa được không em? À, anh hôm nay em có làm một bánh ướt quê nhà. Em và anh ăn cùng ăn thử nha. Em giản dị đến mức độ vậy luôn. Ngon lắm. Anh, ơi, chào em, khỏe không anh? Khỏe, ngồi đi em. Ủa sao hôm nay anh ra mắt người yêu mà hẹn em ra cái quán cà phê như thế này? À, tại vì người yêu của anh nó thích cái phong cách giản dị vậy đó mà. Đâu có đại khái như vậy được anh. Chào anh. À, chào em. Hai anh đợi lâu chưa? Anh đang tới rồi. Anh đợi cũng lâu rồi, em xin giới thiệu với em. Đây là Trần Huy, em kết nghĩa của anh. Đây là Thu Phương. Trời. Em ơi, cho anh hai ly cà phê sữa. Em dùng cho gì? Chị một ly sữa chua đi em. Kêu đi. Em lấy lẹ lên. Rồi, uống nước đi em. Rồi, em mời. Cũng chưa rồi thôi, sẵn đây có em trai kết nghĩa của anh mời mọi người cùng đi nhà hàng dùng điểm tâm buổi trưa.
Khỏi đi anh. Hôm nay em có món bánh bèo đặc sản của quê em. Em mời hai anh cùng dùng thử nha. Nữa hả? Cái món hôm trước mà em mang á hả? Không, hôm bữa là bánh gì? Bánh gì ta? Bánh gì ta? Em mời anh ạ. Như anh em mình thì hãy con kể đi. Đây là người những cái sản phẩm mà đặc sản của bạn gái của anh ở quê. Em mời anh. Dạ, em cảm ơn chị. Anh à, với cái bản thân, với cái con người anh và gia thế của anh như vậy mà anh lại quen cái bà chị như vậy, anh nghĩ là gia đình của anh chắc chắn sẽ phản đối cuộc tình không muôn đăng hộ đối như này. Chị làm sao thế này? Chị ơi, chị không sao đâu. Chị bảo thế nào?
những nơi đến người đến làm gì nữa. Người tôi bị làm sao? Thì cảm thấy rất là mệt. Không chắc là em đi, chị đi bệnh viện không? Không, không cần em. Tại nó không thấy chị. Chị cứu một đứa bé chạy qua bệnh viện. Sau đó rồi cái xe nó đánh, nó tông trúng chị. Nhưng mà bây giờ vô bệnh viện thì chị đã không có kinh phí. Mà thật sự ra là chị, nhà chị hoàn cảnh rất là thú thật. Bây giờ vì cứu đứa bé mà hoàn cảnh nó trở nên như vậy, hiện tại cũng không có tiền để vô bệnh viện để chữa trị em mà. Hiện tại em không có tiền mặt, chỉ cầm đỡ cái này để trang trải đỡ đi cái đại nha. Giờ em cũng không có tiền mặt, chị cứ cầm tạm đi, có gì thì chị sẽ chỉ liên, cần em giúp đỡ thì chị hãy liên hệ số điện thoại. Anh có một bí mật rất là buồn mà anh muốn nói cho chú nghe. Một bí mật gì vậy anh? Đó là người yêu của anh, cô ấy rất giàu và có một tấm lòng rất nhân hậu. Ủa vậy hả? Anh thật sự bây giờ anh cũng không biết phải làm sao.